họp. Ngã mà. Đang về. Tách thử cái hộp ra. Tách cái trái bị đâm cái cây thủng thủng nè. Chứ mày chỉ ăn chuối hả? Không. Hột không à, chua chua. Đậu mè không khác hay chú rừng. Đây thì chú rừng thì đó chú hột, đây chú rừng mà. Thịt nhiều hơn mà nó lạc. Thì chú hột thì ăn vậy thôi chứ. Nhìn trái này mới thấy ngon mà. Đây, thứ 9 rồi. Hộp rất mềm, không cứng như hộp chú rừng. Chú hộp này đang ngâm rượu đó, không làm được. Người ta ép ra tôi phải khô. Chả nuốt được cái gì hết. Lộm chồm, lộm chồm. Chú nghe là đâu có ăn được đâu mà. Chú nghe là người ta ngâm rượu chứ. Tí cơ em cá em lên về chăm sóc đấy. Hột quá. Ngậm ngậm cho nó ngọt miệng. Hello.